Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 29 tháng 1 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo công thương. Sáng nay, giá vàng thế giới có xu hướng tăng với vàng giao ngay tăng 2,1 đô la Mỹ lên 2020,9 đô la Mỹ một ounce. Ngược chiều với thị trường thế giới, giá vàng trong nước tương đối ổn định. Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 74,2 triệu đồng một lượng mua vào và 76,72 triệu đồng một lượng bán ra. Doji tại khu vực Hà Nội đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 73,9 triệu đồng một lượng mua vào và 76,65 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng phú quý SGC neo ở mức 74,3 triệu đồng một lượng mua vào và 76,7 triệu đồng một lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tí Minh Châu đang lần lượt là 74,1 triệu đồng một lượng mua vào và 76,55 triệu đồng một lượng bán ra. Sáng nay vàng thế giới có xu hướng tăng với vàng giao ngay tăng 2,1 đô la Mỹ so với mức chốt phiên tuần trước lên 2020,9 đô la Mỹ một ounce trong hai tuần qua giá vàng thế giới biến động nhẹ và giá cả tăng giảm không theo xu hướng rõ ràng tuần trước vàng giao động trong biên độ khoảng 10 đô la Mỹ và không thể bứt phá ngay cả khi báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt tuy nhiên các chuyên gia cho rằng mọi thứ có thể thay đổi trong những ngày tới khi cục dự trữ liên bang Mỹ họp và đưa ra quyết định lãi suất